Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay đã có nhiều thánh soi gửi cho chương trình chúng tôi một vài tin tức. Và đây là cái câu chuyện mà các thánh soi họ muốn phanh phui thưa quý vị. Đó là câu chuyện về hai nhân vật mà trong ba nhân vật. Một nhân vật là bé mập, coi như là chuyên viên lừa. Nhân vật thứ hai là nổ bắp rang. Và nhân vật thứ ba là ảo, hay còn gọi là thánh ảo, thưa quý vị. Thì trên màn hình, đây là chuyên viên bé mập lừa. Thì ngày 28 tháng 10, 2021, thì trên kênh của anh Nổ Bắp Rang, hay còn gọi là Nổ Bắp, thì đã phóng một bản tin là chốt việc mua một máy bay phản lực, là máy bay riêng với giá 115 tỷ đồng tiền Việt, tương đương với 5 triệu đô la, thưa quý vị. Và trên màn hình thì đây là cái số hiệu của chiếc máy bay đó. Và cái câu chuyện thì chỉ liên quan tới hai anh. Một anh là bé mập lừa và một anh là nổ bắp rang. Thì hai anh đã xuất hiện ở cái sân bay để chiếc máy bay mà quý vị vừa thấy. Hai anh nổ văn miễn, thưa quý vị. Coi như là coi người dân Việt ở trong nước và hải ngoại giống như một lũ gà, lũ vịt. Ù ù cạc cạc, không biết gì. Hai anh bóc phét lẫn nhau, tuyên bố là đã chốt đơn mua chiếc máy bay này, rồi tuyên bố là sẽ tuyển cơ trưởng chỉ là người Việt Nam, cơ phó là người Việt Nam, cộng với là người phục vụ là người Việt Nam. Trước đó thì hai anh đã dàn cảnh lừa những người gốc Việt và lừa người Việt Nam trong nước, tuyên bố những cái nhếch nhác, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ nói rõ thêm trong những clip tới. Một anh thì bé mập lừa tuyên bố mua một miếng đất 10 triệu đô la và ngày hôm sau thì có người trả thêm 5 triệu đô la. Nói chung là những con số ảo lừa, thưa quý vị. Thì hai anh lừa bằng cách tuyên bố là đã chốt đơn mua cái chiếc máy bay này với số hiệu N236N. Thì có thể nói là câu chuyện rất hấp dẫn, khiến cho hàng triệu viewer tin sái cổ, tin giống như tin thần, tin thánh, tin vào thánh nổ, thánh lừa, thánh ảo. Nhưng mà câu chuyện ở đây thì không có thánh ảo, chỉ có thánh nổ và thánh lừa. Thì tuyên bố là sẽ mướn cơ trưởng với ít nhất là 10.000 giờ bay. Và tuyên bố là cơ trưởng là phải biết vừa lái máy bay phản lực mà vừa phải biết lái máy bay trực thăng nữa, thưa quý vị. Xin thưa quý vị, là những cái tuyên bố thuộc dạng ngốc nghếch, ngu ngơ, đần độn. Chúng tôi sẽ nói rõ là trong cái ngành phi công của nước Mỹ mà chỉ có 3.000 giờ bay là đã được tuyển vào tham gia vào chương trình gọi là không gian vũ trụ của nước Mỹ, thưa quý vị. Còn mà phi công mà trên 10.000 giờ bay rất hiếm khi mà họ làm cho những cái gọi là những chủ nhỏ như thế này, mà họ chỉ bay ở những tập đoàn đa quốc gia, những hãng hàng không lớn nhất trên thế giới. Không có chuyện mà một vị nào đó mà gốc Việt mà trên 10.000 giờ bay mà lại đầu quân cho hai cái anh ất ơ, thánh nổ, bắp rang và thánh lừa, thưa quý vị. Thì tuyên bố đã chốt đơn mua 115 tỷ và sẽ dùng máy bay này để bay về Việt Nam, thưa quý vị. Nhưng hỡi ơi, câu chuyện láo ngày 28 tháng 10 đã bị rớt bạc đà, thưa quý vị. Và trên màn hình, công ty chủ quản controller, tức là chủ của chiếc máy bay Bombardier này, và cái chiếc máy bay này là thuộc loại Challenger
601-3AER thưa quý vị. Tức là nó đã được tăng tầm, ER tiếng Anh gọi là Extended Range. Thì cái chiếc máy bay này quý vị thấy trên màn hình vẫn đang được gọi giá bán, Call for Price. Và hôm nay là ngày 2 tây tháng 12, vẫn đăng trên trang nhà của công ty Controller. Và chiếc máy bay này thì đã cũ từ năm 1992 và hiện đậu tại sân bay South Portland, tiểu bang Maine. Và quý vị nào muốn mua, muốn kiểm chứng, xin gọi số phone 207-780-1811, liên lạc cô Adlin Caruso. Và thế là cái câu chuyện của hai vị đại gia dỏm tự bóc phét, tự lừa bịp, câu view câu like trên YouTube đã rớt thưa quý vị. Và công ty này yêu cầu là make an offer, tức là yêu cầu mọi người nào muốn mua thì xin hãy trả giá. Trời ơi đất hỡi, hai vị đại gia của Việt Nam xin mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép, tuyên bố là đã chốt đơn mua rồi mà bây giờ chiếc máy bay này vẫn còn được đem bán thưa quý vị. Và trên màn hình quý vị thấy nội thất giống y chang như trong cái clip ngày 28 tháng 10 2021 của Thánh Nổ Bắp Rang. Hai hàng ghế đều giống y chang thưa quý vị. Và máy bay này có khả năng chở được 10 hành khách. Và cái điều đặc biệt là hai thánh nổ này tuyên bố là chốt đơn mua giá máy bay này là 5 triệu đô la, tương đương 115 tỷ đồng tiền Việt thưa quý vị. Nhưng mà câu chuyện sẽ bị bóc phốt ngay lúc này thưa quý vị. Thì công ty này xin thưa, họ chỉ nêu ra giá bán là 1.995.000 đô la, tức là khoảng 2 triệu đô la. Nhưng mà hai vị đại gia dỏm, thánh lừa và thánh nổ, nổ tung trời, tuyên bố là đã trả 5 triệu đô la. Quý vị thấy buồn cười không? Chủ nhân thì chỉ đăng giá bán 2 triệu đô la, mà người khách hàng lại nổ tung trời là mua 5 triệu đô la thưa quý vị. Và coi tiền như rác. Quý vị nào có tin vị thánh lừa và thánh nổ này không? Nhưng mà đối với chúng tôi thì xin thưa không, vì chúng tôi đã kiểm chứng thưa quý vị. Và trên màn hình đây là chiếc máy bay vẫn đang được rao bán, make an offer, call for price, chiếc Bombardier Challenger 601-3A Extended Range. Quý vị có thể liên lạc bằng số phone 207-780-1811 hay gửi qua điện thư email cho công ty controller.com. Quý vị thấy là những cái thánh nổ, rồi thánh ảo, rồi thánh lừa, coi người dân Việt giống như gà vịt ù ù cạc cạc, không biết gì. Thà hồ làm clip tự tung hồ bóc phét lẫn nhau, coi như là đóng giả rồi quý vị. Đóng giả làm khách hàng, đóng giả làm nhân vật quan trọng, đi tới đi lui, mua cái này, chốt đơn cái nọ, cái lọ cái chai, coi như là người dân Việt Nam tưởng rằng là thứ dữ dằn lắm thưa quý vị. Thứ đại gia bạc triệu bạc tỷ đô la, ghê gớm lắm. Nhưng mà chiếc máy bay này xin thưa là chẳng có một cái chủ nhân nào là thánh lừa thánh nổ cả. Công ty này vẫn đăng bán bình thường như là chưa bao giờ có khách hàng nào trả giá thưa quý vị. Và tôi nghĩ là nếu mà có khách hàng nào mà đã trả 5 triệu đô la thì chắc chắn là họ bán hai tay hai chân luôn thưa quý vị. Vì chỉ giá chiếc này họ đăng bán chỉ có 1.995.000 đô, tức là khoảng 2 triệu đô la. Mà bỗng dưng có hai anh
YouTuber thánh lừa thánh nổ, nổ như bắp rang, tuyên bố đã chốt đơn, đã mua và thậm chí đã mua rồi và còn đi tới việc là tuyển phi công, mà phải phi công gốc Việt đó thưa quý vị. Mà gốc Việt không phải xoàn, mà gốc Việt là phải trên 10.000 giờ bay đó. Cái chuyện mà tôi nghĩ là không có một ông phi công gốc Việt nào trên 10.000 giờ bay ở hải ngoại này, mà lại đi đầu quân cho một chủ dân ông với một cái chiếc máy bay mà chỉ có 10 chỗ ngồi thưa quý vị. Và có thể nói rằng theo thông tin của công ty controller.com này thì đây là cái việc mà lừa đã bị bóc phốt thưa quý vị. Chiếc máy bay này vẫn đang được bán và quý vị thấy trên màn hình rất rõ ràng. Sản xuất năm 1992, công ty Bombardier, model là Challenger 6013A Extended Range, số serial number 5108, đã đăng ký số N236N, tình trạng đã qua sử dụng. Và có thể nói rằng họ đã bảo dưỡng và bảo trì trước khi mà họ đăng bán thưa quý vị. Nói chung là họ bảo đảm là tình trạng gọi là đủ điều kiện để bay. Và chiếc máy bay này xin thưa là vẫn chưa có người mua, vẫn đang được đăng trên trang controller.com ngay tới ngày hôm nay, 2 tháng 12 năm 2021. Rõ ràng là vị thánh nổ bắp rang và vị thánh lừa đã coi thường những người gốc Việt và những người trong nước rồi quý vị. Coi như tha hồ phóng tin, hết tình giả, tình ảo, tình lừa đủ kiểu. Tình mà gọi là giật gân, khiến cho nhiều người náo nức, tưởng rằng là có những người Việt thành công ảo, đi ăn nhà hàng 5 sao, ở resort 5 sao, mua máy bay tư nhân, bay tới bay lui thưa quý vị. Rồi khoe ra những cái chuyện mà không ai có thể kiểm chứng được. Hôm thì chốt đơn chỗ này, hôm thì chốt đơn bạc tỷ chỗ kia, chỗ nọ, chỗ lọ, chỗ chai. Thì câu chuyện đến đây, quý vị cũng đã thấy rõ là hai vị thánh lừa, thánh nổ chẳng có bị ai lừa hoặc là ai bịp cả thưa quý vị. Mà chính hai vị này tự làm clip, tự tân bốc lẫn nhau, coi như là tự chịu trách nhiệm, không có đổ thừa cho ai được thưa quý vị. Hình ảnh rồi đăng lên trên YouTube tạo sự tò mò và nhiều khán thính giả bây giờ chắc cũng bổ ngựa là đã bị lừa, tin vào những câu chuyện bóc phét, lừa bịp, nổ như bắp rang, lúc nào cũng đóng cái bộ mặt thân thiện hiền hòa, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng mà bên trong có thể là những tay siêu lừa, những tay siêu nổ, những tay gọi là gạt gẫm, tìm mọi cách câu view câu like rồi quý vị. À, quý vị thấy trên màn hình giá bán của chiếc máy bay mà hai vị thánh nổ và thánh lừa tuyên bố là đã chốt đơn mua và bây giờ đang mướn hai phi công gốc Việt và phải biết máy bay phản lực, rồi biết bay máy bay trực thăng nữa thưa quý vị, rồi phải có 10.000 giờ bay, toàn là bố láo bố toét. Quý vị thấy rõ là giá bán của người ta đăng chỉ có 1.900.095, tức là gần 2 triệu đô la. Thế mà hai vị tuyên bố mua chốt đơn trả giá ghê gớm lắm, 5 triệu đô la. Đúng là những cái thằng gọi là coi thường người khác một cách ngu đần, hay là bị tâm thần nữa, hoặc là cái dạng mà hoang tưởng thưa quý vị.
Quý vị nào mà còn tin vào cái dạng mình tâm thần hoang tưởng, láo lừa, lừa bịp thì đúng là hết thuốc chữa. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiện đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.